Lúc nãy mẹ nói vậy không có ý là bảo anh phải phụ giúp em, mà vì mẹ nhìn thấy anh nhắn tin chat chít qua lại với cả cô ta. Thái độ của anh như thế nào, chẳng lẽ mọi người không nhận ra à? Là một người vợ, một người mẹ, em yêu cầu anh phải chấm dứt mối quan hệ với cô ta, chấm dứt mối quan hệ bất chính này. Thế nào là mối quan hệ bất chính? Cô nói cho cẩn thận nhá. Vậy theo anh, đàn ông có gia đình rồi đi bồ bịch lăng nhăng ở bên ngoài thì là tử tế à? Em là vợ anh, em có quyền bảo vệ hạnh phúc cái gia đình này. Này, tôi tưởng cô hơi đần thôi, nhưng hóa ra là cô ngu thật đấy. Muốn bảo vệ cái gia đình ấy thì phải biết cách. Trước tiên là biết điều, sau đó mới đến biết thân, biết phận, cô hiểu chưa? Đừng có lên mặt với tôi, tôi có thể tống cô ra khỏi nhà bất cứ lúc nào đấy. Em là vợ anh, chứ không phải là nô lệ của anh. Mà anh muốn nói gì, muốn làm gì cũng được. Anh dám công khai bổ bịch trước mặt vợ con, anh muốn em phải sống như thế nào nữa? Tôi có công khai bổ bịch ấy thì cũng không to gan được như cô đâu. Cô ngang nhiên dắt trai về nhà rồi quỳ gối ôm chân nó khóc lóc nữa. Tội của cô tôi còn treo đấy chưa xử đâu nhá. Biết điều thì ngậm cái mồm lại và làm tròn bổn phận của cô đi. Im. Cô còn nói nữa thì đừng có trách nhá.